Thủy Tiên viết tâm thư một lần lên tiếng hết, làm rõ từ tin đồn xây nhà 80 tỷ, ăn chặn 180 tỷ từ thiện đến phá sản, kèm bằng chứng cụ thể. Mới đây, Thủy Tiên bất ngờ vướng phải hàng loạt tin đồn tiêu cực liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa căn biệt thự ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh của vợ chồng cô. Thậm chí một số ý kiến còn đào lại nghi vấn nữ ca sĩ từng phá sản, liên tục nghi ngờ Thủy Tiên đã ăn chặn tiền từ thiện là 178 tỷ đồng. Cho đến ngày hôm nay, ngày 13 tháng 6, nữ ca sĩ đã lên tiếng chính thức trên trang cá nhân, đính kèm hàng loạt bằng chứng để làm rõ về tin đồn xây nhà 80 tỷ, ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện đến phá sản. Thủy Tiên cho biết cô rất bức xúc vì liên tục bị gọi là lươn lẹo dù xè tiền túi của bản thân để sửa chữa nhà, chứ không xin xỏ ai. Giá trị thực sự của căn nhà chỉ có 3,2 tỷ, chứ không phải 80 tỷ như tin đồn. Nữ ca sĩ cũng đăng tải loạt hợp đồng, giấy tờ chứng tỏ suốt thời gian qua, công vinh kinh doanh bất động sản và lãi có được rất nhiều, nhờ đó mà gia đình cô có đủ chi phí để xây dựng căn biệt thự mới. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng đã giải thích rõ về tin đồn phá sản. Nữ ca sĩ cho biết chỉ vì đam mê làm từ thiện nên cho lố tay, nhưng sau đó công vinh đã bán hai miếng đất, một miếng là 9,5 tỷ đồng và một miếng là 10,1 tỷ đồng. Tổng có giá là 19,6 tỷ đồng để cô có thể yên tâm chuẩn bị sửa nhà. Cuối dòng trạng thái, người đẹp cũng không quên chia sẻ những đoạn tin nhắn, hình ảnh về chuyến đi từ thiện vừa qua và khẳng định mình chưa bao giờ ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn bỏ tiền túi ra cho thêm. Trước đó vào tháng 3 năm 2021, Thủy Tiên phải đăng status giải trần phân trần vì bị tung tin đồn liên quan đến việc từ thiện và xây biệt thự 10.000m2 với tổng chi phí dự kiến gần 80 tỷ đồng. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã khẳng định cô chỉ sửa một vài chỗ hỏng trong nhà do bị xuống cấp, phủ nhận tin đồn ăn chặn tiền từ thiện cho mục đích riêng. Sáng 22 tháng 6 năm 2021, một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ tung bằng chứng cho rằng Thủy Tiên đập đi xây nhà mới, chứ không phải sửa chữa như ban đầu. Cho đến hiện tại, mọi chuyện đã được lý giải rõ ràng. Trong trạng thái mà Thủy Tiên chia sẻ, mình đọc tin này mà mình bật cười vì tự nhiên mình định sửa nhà, nhưng lúc thợ khoan ra cố móng thì nó sập tường luôn tí chết người, buộc phải tháo dỡ xây mới luôn tránh khỏi nguy hiểm. Xong cái mình bị nói lươn lẹo. Sự cố xây dựng đời tư cá nhân bất ngờ không lẽ đụng một chút là phải trình báo ngay thì mới gọi là sống ngay thẳng ta. Trong khi mình xài tiền của mình, chứ có xài tiền của mấy bạn đâu. Hợp đồng xây nhà 3,2 tỷ thì các bạn bịa ra nói xây 80 tỷ, hổng lẽ có 3,2 tỷ nhà em hổng có tiền làm ta. Thật ra giá làm cao hơn và vì quý tụi mình nên giảm tặng còn 3,2 tỷ thôi. Nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà, chỉ chờ tiền ăn bám vợ, trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi. Sau đó anh có duyên mắt tay đầu tư bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần, tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng, chứng từ đầy đủ ạ. Việc các bạn nói nghe đồn năm ngoái mình phá sản là như sau: mình thấy dịch bệnh người ta khổ quá, sau Tết lại bị cách ly. Lên tháng 4 năm 2020, mình dùng tiền mặt của riêng mình để tiêu xài cá nhân, làm ra cho từ thiện hết. Làm quảng cáo bao nhiêu, sau đó đem đi cho sạch sẽ luôn. Lúc đó thấy người ta khổ nhiều quá, mình cho lồ tay. Có nhà đông người, toàn già và trẻ em bệnh tật giúp cơm áo gạo 7 triệu một tháng. Nhà ít cũng 2-4 triệu một tháng. Mỗi chỗ một ít tính ra thành nhiều, rồi mấy bạn đồn mình phá sản. Nhưng sau đó ngày 28 tháng 7 năm 2020 và ngày 29 tháng 7 năm 2020, chồng mình bán hai miếng đất, một miếng là 9,5 tỷ và một miếng là 10,1 tỷ, tổng có 19,6 tỷ để mình yên tâm chuẩn bị sửa nhà. Tiền mình làm ra mình thoải mái cho, chứ tiền chồng phải giữ lo gia đình không ảnh quýnh chết. Thật ra tháng 5 năm 2020, chồng mình có bán được lô đất 12 tỷ, mà lâu quá đổi điện thoại không có chứng cứ nên nói cho vui, khỏi tính vô. Đến giữa tháng 10 năm 2020, mình mới đi miền Trung, tháng 11 năm 2020, anh lại chốt bán thêm nộp một căn bất động sản mua từ năm 2011, lên tới là 13 tỷ, tổng trong 5 tháng anh đã cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhát tiền bán đất lặt vặt mỗi lần 3-5 tỷ nữa,
tính ra cũng có hơn 40 tỷ để tiêu vặt, còn đang muốn bán cho thêm và vụ mình nghỉ làm luôn, để ở nhà anh đi làm nuôi. Làm chi mà người ta nói hoài anh không vui, mà mình giờ nghe lời anh, nghỉ ở nhà làm anh nuôi, mình rảnh xin nông nổi đi làm từ thiện tiếp, kêu gọi ủng hộ tiếp, tại rảnh quá làm đam mê, lập quỹ chuyên nghiệp luôn, thì có phải càng ảnh hưởng đến người thuê và các bạn sending bày trò ra hại mình không? Thả để yên cho mình bận bịu đi làm có tiền riêng, mình giúp đỡ bằng tiền mình. Mỗi tháng mình phải nuôi rất nhiều bà già neo đơn khó khăn, đóng tiền trọ tiền cơm cho nhiều người nghèo khổ, nuôi nhiều trẻ em nghèo đi học, xây nhà xây cầu cho nơi khó khăn. Chứ nghỉ làm là mình kêu gọi quanh năm suốt tháng luôn, tại mình rảnh và có máu đam mê giúp người lắm. Như vậy càng ảnh hưởng đến các bạn ghê gớm hơn, vì lúc đó mình hết biết sợ rồi. Cho chửi luôn thì sao? Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo không có tiền xây nhà, toàn đi từ thiện để ăn chặn, mình cũng không yên. Hôm rồi có bạn nào làm đơn kiện mình ăn chặn 178 tỷ tiền từ thiện. Mình cũng muốn bạn kiện đi để mình còn biết được bạn thực sự là ai. Mình có giấy tờ bằng chứng mà nên mình có sợ ai đâu. Chứ mình ngoài ánh sáng còn các bạn trong tối, che tên, che tuổi, lén lén lút lút hại người nên mình tò mò muốn biết lắm. Nên mình cũng đã cung cấp cho luật sư thông tin để chuẩn bị gặp người kiện, nhưng luật sư mình bảo là trừ khi một cá nhân đi lừa tiền có ký giấy tờ văn bản nhận tiền của bị hại và đầy đủ bằng chứng dụ dỗ bị hại bằng tin nhắn hay ghi âm thì lúc đó mới kiện được chứ, chứ tự nhiên không quen biết gì nhau mà thấy không vui rồi đi kiện người ta không chứng cứ thì cơ quan nào mà tiếp nhận hồ sơ. Nói thẳng ra để cho mọi người yêu thương mình yên tâm và đừng lo lắng nữa. Thấy mọi người nhắn tin lo lắng cho mình thật thương lắm. Mình sống trong nghề hơn 15 năm, bị chửi bị đặt vu khống cũng cả chục năm hơn rồi chứ ít gì đâu, mình quá quen rồi. Mình sống minh bạch không khuất tất gì nên mình chẳng được gì phải sợ. Nói thẳng hay trốn tránh ai việc gì. Nhưng mình biết nhiều người, nhiều fan yêu thương mình còn lo cho mình nhiều lắm nên chuyện gì đúng hay không, mình cũng phải nói rõ cho mọi người yên lòng. Mình không phải nhạy cảm với lời khen chê trên mạng, mà mình tự thấy có trách nhiệm với tình cảm của những khán giả đã yêu thương mình. Chứ còn người đã cố ý xuyên tạc thì dù mình áp sao kê chứng từ mộc đỏ nhà nước rõ ràng ghim đầu trang họ vẫn bảo mình chưa làm, họ cố tình không muốn tin thì mình giải thích làm gì. Chúc mọi người buổi sáng vui.